trước mắt quý vị và các bạn là đôi loa Pioneer CS703 của Nhật Bản dành cho thị trường Mỹ. Đôi loa này có 4 đường tiếng bát 40, màng giấy gân lụa, trung 10, thép kèn và siêu thép. Tôi đang ghép nó với chiếc Omni Marzahn 74D. Đôi loa kia có giá công suất là 100W đến 200W, trở kháng là 8 ohm, trọng lượng rất lớn, dễ ghép Omni. Tuy nhiên cần những Omni công suất. Quý vị có thể ghép nó với những chiếc Omni Sansui đầu 7 trở lên hoặc dòng Denon. Còn nếu muốn chi tiết tách bạch thì hãy ghép nó với Marzahn như thế này. Chiều ngày hôm nay, một số anh em ở Hà Nội có gọi điện hỏi tôi là đang sở hữu đôi loa AR48, muốn có âm ly nào để đánh được ra chất âm hay nhất của nó. Thì tôi có lời khuyên như thế này: nếu như anh em thích tiếng chem nhiều thì có thể dùng những âm ly Pioneer cổ như thế này. Còn nếu như muốn đều ba giải mà tiếng sạch sẽ như thế này thì chiếc âm ly Marzahn 74D này chính là đối tác hoàn hảo. Một số anh em ở Khánh Hòa cũng có hỏi tôi là đang sở hữu đôi loa Avon, muốn làm sao để đánh nó phát tiếng được, thì hãy sử dụng những chiếc âm ly của Pioneer như âm ly 990, 771, 838, vân vân. Mấy anh em ở Hà Nội đang sở hữu đôi loa AR48 thì có thể đánh nó với âm ly Pioneer 338 này hoặc âm ly Pioneer 990 này, đảm bảo sẽ tiếng chép của đôi loa AR48 đó sẽ ra rất lung linh và tiếng bass cao. Còn anh em thích ngọt ngào trầm ấm nhẹ nhàng thì có thể ghép nó với những âm ly Luman như thế này. Anh em có thể ghép nó với âm ly Luman 55A này, tiếng mềm dẻo, tiếng mít nhiều. Hoặc có thể ghép với âm ly Pioneer 771 này, xin lỗi, Sansui 771. Tuy nhiên ghép với Sansui 771 thì tiếng nó không được như ghép với âm ly của Pioneer cổ như thế này. Quý vị thân mến, những dòng loa như CS703 này nó được thiết kế rất chăm chút cho nên nó rất phù hợp với những thể loại nhạc vàng, nhạc trữ tình mà tiếng mid nhiều. Hoặc anh em thích nghe nhạc không lời thì tiếng mid của nó rất thánh thót và chi tiết. Ở bài này tôi bật low note lên, quý vị thấy tiếng bass, tiếng kép lên hơi nhiều một chút. Tuy nhiên tiếng mid lại không bị lấn nước bởi vì nó có chép kèn hỗ trợ cho giọng mid của ca sĩ. Đây là ca khúc Mùa Sầu Riêng, tiếng hát Hồng Trúc. Các khúc trước thì tôi không bật low note, còn các khúc này tôi bật low note. Chiếc âm ly Marzahn này đang chạy ở chế độ Class A. Lòng buồn nhiều hơn vui, nên lần đi phép cuối tuần này gặp em. Đã 4 năm rồi, hai đứa tôi. Ngày mai có thời gian tôi sẽ thực hiện một clip để hướng dẫn quý vị cách setup lại phòng thu và dàn nghe của quý vị làm sao để đạt được hiệu quả cao nhất. Anh nghe cũng vào mùa sầu riêng.
Một số anh em có đề nghị tôi thực hiện một số clip hướng dẫn chi tiết hơn về cách sử dụng DAC. Xin hẹn anh em ở clip sau tôi sẽ thực hiện. Vẻ đẹp của đôi loa này. Đẹp hơn. Xin nhắc lại là những anh em nào thích nghe bass nặng căng thì nên ghép nó với san sui đầu 7 trở lên, hoặc là những dòng đen ông như 1500 1150 rồi 940V vân vân. Đối với tôi thì nghe đều ba giải như thế này tôi thấy tuyệt vời nhất. Tiếng bass sâu nặng vừa đủ, tiếng chép lên cao không chói, và đặc biệt là tiếng mid của nó cực kỳ rõ và sắc nét. Nếu quý vị nào đang đeo tai phone sẽ cảm nhận được tất cả sự trong trẻo cũng như chất âm mượt mà của đôi loa này khi ghép nó với âm ly Mazan 74D. Tôi đang để lâu nớt nên nó hạn chế một chút đến độ chi tiết của tiếng mid. Tuy nhiên nhưng tiếng mid như thế này tôi cũng thấy là quá đủ rồi. Anh em ở khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, rất nhiều người trao đổi với tôi là do điều kiện kinh tế thì cũng chưa thể sắm được những bộ dàn thật đắt tiền. Tuy nhiên anh em nên nhớ rằng nhiều tiền chưa chắc đã hay, bởi vì nếu như phối ghép không tốt, không chuẩn thì không thể phát huy được tác dụng của các thiết bị, thì cũng hoài cũng phí như các thiết bị đi thôi. Còn có điều nếu chúng ta sở hữu những chiếc âm ly vừa vừa tiền, những đôi loa vừa vừa tiền nhưng biết cách phối ghép nó hợp với nhau thì nó đều cho những chất âm ngọc ngà cả. Trái tim đời tôi thế giới cho núi sông mộng lòng là chính nhân, nên mua chiếc cánh cũng là những đôi loa A7 hay A77 kia có giá chỉ hơn 6 triệu đồng một chút, nhưng nếu có thời gian thì những chiếc âm ly phối ghép tốt với nó thì nó cũng sẽ làm cho quý vị phải bất ngờ. Quý vị thân mến, quý vị có nhu cầu mua đôi loa này hãy gọi điện cho Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc